Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi mà máy in Canon 29 không nhận hồi mực. Đây cái máy Canon 29 tôi đã tháo ra, tôi tháo ra tiếp này. Trước khi xử lý cái bệnh này thì chúng ta phải biết, đầu tiên chúng ta tháo ra đúng không? Chúng ta tháo máy ra. Tháo vỏ ra nhé. Các bạn tháo vỏ ra. Tôi đã thử rất nhiều các chích này. 3-4 cái các chích là đều báo lỗi không nhận cùng mực. Thì ta khoanh vùng nhé. Ta thấy là cái điểm tiếp xúc, cái tiếp mát này này. Đấy, tiếp mát từ cái các chích này này. Đấy. Dân để ý nhé, là cái chiều vào. Chiều vào ở bên tay trái đúng không ạ? Bên tay trái theo chiều của tôi đúng không ạ? Đấy, là tất cả là cục mực này là nó sẽ tiếp xúc với cả các chích, tiếp xúc với cả thân máy là qua phần bên tay trái này này. Đấy, đúng không ạ? Các bạn nhìn đây. Ta chỉ kiểm tra lên cái phần mạng bên tay trái của tôi. Đây là bên phía cái bo nguồn này. Đấy, giờ thì sao cả. Cái lỗi mà không nhận cắt chích ấy, thường là liên quan đến những con rơ le. Đấy, tôi sẽ tháo con rơ le. Liên quan đến con rơ le nhận giấy, nhận cắt chích. Có sensor ấy. Sensor. Tháo miếng này ra nhé, miếng chắn là sau này. Con máy này khá là bẩn. Đây. Các bạn để ý cho tôi là cái con sensor này. Đây. Chúng ta để ý xem cái lò xo của nó đéo. À, đây đang bị kẹt các bạn nhé. Đây. Đang bị kẹt. Lò xo nó đang bị kẹt. Đấy. À, nó kẹt cái con cò giấy này, cò mổ này. Đấy. Đầu tiên là chúng ta vệ sinh. Đấy, máy này cũng rất là dỉ rồi, hên dỉ hết rồi. Đấy, cái phần tiếp mát này là cũng dỉ hết rồi. Vệ sinh qua nhé. À, các bạn ơi, đây này là tôi đã phát hiện ra cái thủ phạm. À, có một cái có một cái mảnh vữa nó rơi vào trong này, mảnh vữa xi măng, là mảnh xi măng đấy các bạn. Những cái bệnh này là những bệnh sửa rất là thường gặp mà đơn giản thôi, mà khi chúng ta không biết thì nó sẽ rất là phức tạp mà rất tốn kém về tiền về thời gian. Các bạn để ý cho tôi là cái sensor này nhé các bạn nhé. Đấy. Tôi cảm tưởng nó đã bị tuột ra rồi. Đúng các cụ nói là của bền tại người là không sai. Cái đồ điện tử này chúng ta để nó bẩn quá và nó cũng dẫn đến những cái lỗi không đáng có. Đây trước anh em thợ nào sửa con máy này.
anh em tháo ra để dây dợ nó rất là cồng kềnh, rất là rối. Tôi sẽ sắp xếp lại dây. Tiện đây tôi nói với các bạn là một số cái lỗi, một số cái chỗ mà gây ra một số các tác nhân gây ra gây ra cái lỗi mà không nhận các chích, mà chúng ta đã làm phép thử là thử tất cả các chích khác sang rồi, nhiều các chích sang rồi mà nó vẫn không nhận, thì đấy là do ở phần thân máy các bạn nhé. Đây thì nhận các chích thì nó liên quan có con cò mổ nữa này. Đấy, con cò này này có cái cò này là cái nhận các chích này. Đấy. Thứ hai nữa liên quan đến những cái phần tiếp mát. Đây nó có những cái sắt đấy, những cái phần thép ở trong này này. Đấy. Nói chung là phần ở bên phía tay trái lúc nãy tôi giới thiệu các bạn, tức là cái phần tiếp mát với cả bo nguồn này. Đấy. Cũng liên quan đến lỗi nhận hay không nhận các chích, nhưng mà cơ bản là nó cũng từ cái cò này các bạn nhé. Trường hợp nó bị kẹt, trường hợp kẹt có vật cản nó kẹt. Đấy, chúng ta vệ sinh qua. Đây trường hợp này đang bị kẹt các bạn. Thứ hai nữa là một cái lỗi nữa là liên quan đến cái mạch này. Đây là một cái mạch này, mạch nhận diện cắt chích cũng như là nhận diện giấy. Đấy. Cái trường hợp là in giấy nó không kéo giấy là cũng do lỗi cái con bản mạch cái mắt soi này này. Đấy, đây là mắt soi, có hai cái mắt soi này, nó bẩn quá nó cũng bị nhé. Chúng ta phải không những là linh kiện máy tính điện tử này, tất cả các linh kiện là chúng ta, những cái đồ dùng của chúng ta phải giữ gìn nó đúng và sạch sẽ. Sau đây tôi sẽ lắp lại xong rồi tôi sẽ in thử cho các bạn. Đây nha các bạn, lắp lại những bạn nào mà đã từng lắp con này mà cảm thấy dây dợ nó đi nó khó hoặc là như nào đấy, các bạn để ý tôi cách tôi lắp này. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp luôn. Đấy, chúng ta bắt những cái dây như này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy. Sau đây tôi sẽ in test luôn. Đấy, tôi sẽ cắm máy vào rồi in thử thôi.
Đây các bạn, chỉ cần nó in được là chúng ta đã xử lý thành công. Mặn thép luôn cả khu mực. Các bạn mở control panel ra, tìm đến phần view panel printer. Các bạn tìm đến con máy in 2009. Chúng ta in thử. Đấy, vậy là chúng ta đã in thành công ạ. Chứng tỏ là cái lỗi này là do có cái thiết bị kẹt ở đây ạ. Đây, cái mặt in rất là nét luôn. Hy vọng là qua cái video này các bạn có thể tự sửa chữa những cái lỗi không những có chích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi.